Em xin chào các bác ạ. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu từ các bác một cái mẫu quạt cây rất là thực dụng. Đấy, thay vì các bác bỏ tiền ra mua một chiếc quạt 12V đấy, mà chỉ sử dụng lúc mất điện thôi, rất là lãng phí. Đấy, thì các bác có thể mua một cái mẫu quạt mà nó chạy hai nguồn điện. Ví dụ như khi có điện thì các bác có thể lấy điện trực tiếp từ cái nguồn điện 220 như thế này để sử dụng. Mình dùng hàng ngày luôn. Đấy, khi mất điện thì các bác có thể sử dụng nguồn điện dự phòng từ bình ắc quy. Đây các bác, đây là nguồn điện lưới các bác nhé. Đấy, em rút ra đây ạ. Khi mất điện thì các bác sẽ kẹp vào bình ắc quy như thế này. Đấy, các bác cứ kẹp chuẩn âm dương vào bình ắc quy như thế này thôi. À, đây là một cái mẫu quạt cây size to các bác nhé. Cánh của nó là 450, có nghĩa là chiều dài của cánh là 45 cm. Còn cái lọc quạt thì đường kính là 50 các bác. Quạt đầy đủ túp năng đảo gió các bác nhé. Đây, đây túp năng đảo gió đấy. Sải cánh 450. Đây là cái núm chỉnh tốc độ các bạn. Cái núm chỉnh này nó rất là hiệu quả. Cái tốc độ gió giảm và tăng rất là rõ rệt. Nó không giống như những cái dòng quạt mà 12V khác mà nó sử dụng những cái con diode các bạn. Đấy, con quạt này nó sử dụng mạch. Với việc sử dụng cái núm chỉnh này thì nó sẽ bền hơn đấy các bạn. Nhìn nó cũng sang trọng hơn. Đấy. Quạt này rất mát các bạn. Ngoài ra thì trên cái quạt nó còn có thêm đèn LED các bác nhé. Đấy, đèn LED của nó rất là sáng. Sáng thực luôn đấy các bạn. Chứ không phải là giống những cái dòng mà chỉ làm chỉ có thôi, cho có thôi. Tại vì các bác để ý trên đây nó sử dụng những con chip LED rất là to như này. Có tới 14 cái. Cả một dàn hàng như này thôi. Nên là rất là sáng. Mất điện các bác bật rất là sáng. Ngoài ra thì còn thêm một cổng sạc USB 5V các bác nhé. Ở đây cái nguồn điện dự phòng thì các bác phải lấy từ ắc quy các bác nhé, những cái nguồn lưu trữ bên ngoài chứ trong quạt nó không có đâu các bạn. Để các bác cái mẫu quạt này để phòng khách thì nhìn nó cũng sẽ rất là đẹp, màu trắng, một mẫu quạt rất là thực dụng. Đấy, không bỏ phí một chút nào các bạn. Đấy, mất điện thì các bác kẹp vào bình ắc quy như thế này là sử dụng thôi. Đây, em sẽ bỏ cái ắc quy ra. Đấy, khi nào mà có điện đấy các bác thì các bác lại lấy lại sử dụng bằng nguồn điện 220 như thế này. À, cái đợt này mất điện nhiều nên là cái quạt 12V nó bị sốt giá quá nhiều các bạn, chất lượng thì kém. Vừa đợt vừa rồi thì cũng rất là nhiều anh em có hỏi em về quạt, nhưng mà bên em quạt thì làm quanh năm các bạn, nhưng cái đợt vừa rồi thì thật sự là giá nó cao quá mà được sản xuất ồ ạt nên là chất lượng nó còn kém nữa, nên là quạt đó bên em không làm nữa các bạn. Giá thì cao, có những bác thì bảo là bán tới 600 tới 650 một cái, thì giá đó thực sự là quá là trục lợi. Cái giá nó một phần thôi các bác, ví dụ như các bác cần thì vẫn có thể mua, nhưng mà cái chất lượng thì chính vì nó sản xuất quá nhiều, sản xuất nhanh nên là chất lượng nó sẽ không thể đảm bảo được, nên là bên em sẽ không làm cái mẫu đó. Nó vì cái nguồn cung nên nhà máy, khi mà những cái nhà máy bên em đặt hàng ấy, người ta cũng phải tăng giá các bác, mà giá cao thì bên em lại cũng không làm. Đây là một mẫu quạt chất lượng các bạn.
Đấy, gió rất mát các bác nhé, không thua kém gì quạt 220 cùng kích thước. Với cái nguồn điện là 220 thì các bác có thể lấy điện trực tiếp từ ắc quy hoặc là lấy điện trực tiếp từ những cái tấm pin mặt trời 12V để chạy ban ngày các bác. Ví dụ như anh em đã có tấm pin mặt trời thì có thể là kết hợp chạy với tấm pin mặt trời ban ngày thôi, buổi tối thì anh em lại cắm điện lưới để dùng. Mất điện thì lấy được hai nguồn, nguồn ắc quy hoặc nguồn tấm pin mặt trời. Cái quạt này thì bên em cũng đặt cũng khá lâu rồi, đặt từ cái thời điểm đầu mùa các bạn, chứ không phải là đợt này mất điện bên em mới làm. Em đặt nhà máy cũng khá lâu rồi, bây giờ mới được trả hàng các bạn. Cái mẫu hàng bên em đặt thì thường thường mình sẽ làm chất lượng một chút. Cái mẫu quạt này các bác sử dụng sẽ không phải bỏ phí một chút nào. Nó không giống như quạt 12V kia, nếu mà nhà anh em mà không dùng năng lượng mặt trời ấy, mua về chỉ dùng mất điện thôi thì hơi lãng phí. Đấy, có khi là để cả năm chỉ dùng đến một vài lần. Đấy, các bác quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 ạ. Cảm ơn các bác.